đi quả ấy hơi kinh. Qua đi quả ấy, hơi kinh. Tiền nhiều đấy mà chú. Hơi khủng khiếp. Ơ, không có tiền lẻ à? Tiền này, bé này. Chú lấy tiền rách gì đấy? Tiền cái tờ tiền hôm qua à? Tờ ấy lấy gì? Ê. Chỉ có tiền rách thôi. Không có tiền lẻ à? Mấy trăm à? Ba. Nó bảo anh Trương đổi cho cháu. Không đủ. Chả hiểu có đủ. Có tiền đổi 500 không Trường? 500 á, biết có tiền lẻ thì nó xem. Có chủ đi mua đi bán lại, mua của người bỏ bán cho người cần. Thiếu gì tiền. Có tờ 200 nữa, đưa tờ 200 nữa. Ui mày quá. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Ok, xong nhá.